Kính thưa quý vị và các bạn, ai đó đã nói rằng có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Với mỗi người Việt Nam, gia đình mãi là nơi ấm áp thiêng liêng nhất để tìm về sau những vất vả bộn bề của cuộc sống thường nhật. Ở đó, sự yêu thương, quan tâm, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau luôn là sự xoa dịu êm ái nhất, là động lực để mỗi thành viên không ngừng cố gắng, phấn đấu trong học tập và lao động. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, xin gửi lời chúc bình an, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà. Gia đình là nơi có ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Ở đó có tình yêu thương, đức hy sinh của ông bà, cha mẹ dành cho con cháu, sự tôn trọng, hiếu thảo, yêu kính của con cháu với ông bà, cha mẹ. Gia đình còn là nơi ấm áp nhất, thiêng liêng nhất mà có lẽ ai cũng muốn tìm về. Có thể thấy, gia đình là môi trường quan trọng trong việc giáo dục hình thành nhân cách, đạo đức, tác phong, nền nếp sinh hoạt của mỗi cá nhân từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành. Mỗi gia đình người Việt Nam luôn coi trọng giáo dục, đạo đức, xem đây là nền tảng đầu tiên để răn dạy con cháu những điều hay lẽ phải, biết giữ gìn hòa khí, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. Trước tiên là đứa con hiếu thảo trong gia đình, sau này trở thành người có ích cho xã hội. Một gia đình tốt, một gia đình hạnh phúc sẽ tạo ra những cá nhân giàu tình thương và có trách nhiệm. Nhiều gia đình tốt, hạnh phúc sẽ tạo ra những thế hệ con người Việt Nam mới, văn hóa, văn minh, tiến bộ. Với mỗi người, quan điểm về hạnh phúc là khác nhau. Với vợ chồng ông Nguyễn Văn Xê và bà Nguyễn Thị Chúc ở ấp Công Thiện Hùng, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, thì hạnh phúc chính là được thấy các con khỏe mạnh, sống tốt, là được thấy các cháu học giỏi, chăm ngoan, lễ phép và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Bà Chúc cho biết, gia đình bà có 3 người con, đến nay đều có cuộc sống tương đối ổn định. Mặc dù trước đây cuộc sống gia đình đôi lúc khó khăn, thiếu thốn vật chất, nhưng từ khi các con bà còn rất nhỏ, vợ chồng bà đều răn dạy các con những điều thiện lành. Anh chị em phải thương yêu, hòa thuận, đùm bọc nhau, sống có ích cho xã hội. Không chỉ vậy, với các cháu, bà cũng dùng tình thương nhẹ nhàng chỉ bảo khi các cháu còn rất nhỏ, từ những câu chuyện vụn vặt hàng ngày trong gia đình đến cách ứng xử với mọi người xung quanh. Thì mình sanh con mình là mình phải dạy dỗ nó, đặng cho nó theo của mình, của ông bà hồi đời xưa đó, cho nó sống tốt, cho nó có nề nếp, sống tốt ngoài xã hội. Đó, rồi nghe lời ông bà cha mẹ, rồi cháu cũng vậy nữa, cũng dạy, con cũng phải ngoan, đó, nghe lời ông bà cha mẹ con, đó, sống tốt. Còn theo ông Nguyễn Văn Xê, thương con không đồng nghĩa với việc nuông chiều con vô điều kiện, mà thương con là dạy cho con những điều hay lẽ phải, những điều thiện lành đạo đức. Bởi đạo đức là điều kiện phải có đầu tiên để trở thành người có ích cho xã hội. Một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương con, sự quan tâm chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình là nền tảng tạo nên những cá nhân có đạo đức, có trách nhiệm với xã hội và tình yêu thương với cộng đồng. Thì riêng như tôi thì ông bà rồi chưa nói thương con rồi cho đó cho giọt, ghét con cho ngọt cho bùi, quấn thêm là phần riêng tôi thì không có quấn đập nó, mà tôi dạy bằng cái miệng của mình dạy dỗ con cho con cháu nó học hỏi theo mình, theo gương mình đó là nó tốt đẹp với xã hội thôi, sống đừng cho xã hội này mà ta nghe cái tai tiếng gì hết, học theo ba là ba vui rồi đó. Nó nào ngay con tôi cũng nghe lời, không bao giờ có cái gì hết xảy ra từ nhỏ tới lớn. Rồi vậy thôi, cứ lấy cái đạo đức của mình học hỏi thôi, thì cái đạo đức của mình đừng làm phiền cô bác hàng xóm ở trường xóm, nói chung là trong ấp, trong địa phương mình luôn. Mặc dù bản thân sống trong gia đình văn hóa truyền thống, nhưng anh Nguyễn Văn Tài, con của ông Nguyễn Văn Xê và bà Nguyễn Thị Chúc, lại cho rằng ngày nay việc dạy dỗ con cái có nhiều điểm khác với thời điểm anh sống chung với cha mẹ mình. Ngày nay, môi trường giáo dục, điều kiện, hoàn cảnh sống khác xưa. Con trẻ được tiếp nhận nhiều kiến thức hơn, nhiều thông tin hơn qua các phương tiện thông tin đại chúng, Internet. Nên các cháu tiếp thu và cảm nhận từng vấn đề là rất khác. Nên muốn dạy dỗ con, anh phải sâu sát hơn, gần gũi và tâm lý hơn. Nghĩa là nó đi làm, đi học, mình cũng phải tìm hiểu, mình vẫn gần gũi, tâm sự. Giữa cha, người mẹ, người cha, rồi ngồi lại tâm sự.
mình chỉ dạy thêm cho con cái nó hiểu, cho nó thành người nó tốt hơn. Mình phải quan tâm chứ mình không có bỏ buông trôi được, không nên dùng đòn roi, mình phải dùng cái tình thương mình phiên dạy con mình nó mới được tốt đẹp hơn, chứ không nên dùng roi giọt chỉ đối với con mình. Đến thăm gia đình ông Kiên Nhu, một gia đình văn hóa tiêu biểu ở ấp Sa Bình, xã Long Đức. Ở tuổi ngoài 60, ông Nhu đã tạm an tâm khi cuộc sống hiện tại của ba đứa con đều ổn định. Các cháu đều ngoan và hiếu thảo. Ông luôn dạy các con giao quà dạng sự hưng. Nơi nào có tình yêu thương, có sự hòa thuận, thì nơi đó có hạnh phúc và sự hưng thịnh. Tình cảm gia đình, sự gắn kết giữa các thành viên luôn là điểm tựa vững chắc để mỗi người không ngừng lao động và phấn đấu. Trân quý người thân, sống từng ngày trọn vẹn, biết yêu thương chia sẻ với mọi người. Dạ con thì cho ở đời ăn làm ăn cho đã cho nó tốt, đừng cho nó theo bè bạn ăn chơi, thì mình lo cho nó rồi buông nó không có vốn làm ăn thì mình giúp vốn cho nó làm ăn, cho đời sống cho nó khỏe, không có cực như người ta đi làm mướn, làm thuê làm mướn. Để thể hiện tình cảm, mỗi người có mỗi cách quan tâm người thân bên cạnh bằng mỗi cách khác nhau. Riêng với anh Kiên Lành, ngoài việc quan tâm đến tình trạng sức khỏe hàng ngày của cha, anh Lành luôn động viên cha là ông Kiên Nhu thường xuyên ra ngoài chơi cùng bạn bè, thư giãn cho thoải mái tinh thần. Hãy làm những việc ông thích để có thể sống khỏe mạnh, bình an bên con cháu. Tinh thần thì cũng qua thăm hỏi này nọ, nói chuyện này nọ, vui chơi đó. Rồi cũng đồ ăn này nọ cũng đem qua cho cha vậy thôi. Lúc trước thì cũng có huyết áp cũng tăng xuống vậy đó, cũng hơi mệt vậy đó. Nhưng mà cũng đưa cha đi trị này nọ, uống thuốc, cái thuốc chịu uống đó. Cũng huyết áp cũng uống đều đều vậy đó. Rồi ví dụ như đám tiệc thì cha muốn đi chức nào thì đi. Người dường tượng gì đó là cha, nói chung là cha muốn làm gì cũng được hết trơn á, miễn sao mà cha vui được. Năm 2022, ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 với chủ đề Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc, thông qua các thông điệp truyền thông như hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn, yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình, hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực, roi giọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng, gắn với tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình nhằm nhắc nhở mọi người quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững, xây dựng mối quan hệ gia đình, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Thì để mà duy trì và phát huy tốt cái giá trị của gia đình Việt Nam, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã và đang thực hiện một số cái hoạt động để mà phát huy vai trò của phụ nữ trong việc giữ lửa cho gia đình. Hội cũng lồng ghép tổ chức các cái hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Về tập trung chỉ đạo các cấp hội là tăng cường tuyên truyền đến hội viên phụ nữ nắm và hiểu rõ về luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới và các vấn đề về phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là Ngày Gia đình Việt Nam năm nay thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức biểu dương mẹ đỡ đầu lan tỏa yêu thương gắn với cấp học bổng và thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh mồ côi ảnh hưởng bởi Covid-19. Và để tiếp tục duy trì và xây dựng mới các mô hình câu lạc bộ như là câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Đó là món quà tuyệt vời nhất, là điểm tựa vững chắc nhất, là bến đỗ bình yên nhất đối với mỗi con người. Với phần lớn gia đình Việt Nam, hạnh phúc gia đình không phải là sự dư thừa về vật chất, mà là tình nghĩa, sự gắn bó yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, bằng sự quan tâm nhau mỗi ngày. Cuộc sống dù có những biến đổi, nhưng gia đình vẫn là một tổ ấm yêu thương, một phần thiêng liêng không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là động lực tinh thần to lớn để mỗi người nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình văn hóa xã hội của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.